tự này là biệt thự hoang, không có ai dọn dẹp sinh sống cả, nó rất là hoang phế. Cắt cây. Ui 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 ui. Ở đây. Nhìn lại một chút khu vực đại học Vạn Hạnh để có bác anh chị nhìn lại cái cảnh xưa. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 rồi. Hiện tại bây giờ là đang 8 giờ 55 phút, nghĩa là 9 giờ kém 5 đó. Và em đang đứng ở một cái vị trí hết sức là thân quen. Nhắc đến là chắc cô bác anh chị cũng sẽ hình dung được và rất là nhiều kỷ niệm. Đây là cái ngã ba. Con đường này là con đường Võ Văn Tần cắt ngang đây. Là có tên là Trần Quý Cáp ngày xưa. Còn con đường em đang đứng đây là con đường Trần Quốc Thảo ngày hôm nay. Ngày xưa là đường Trương Minh Giảng á, thưa cô bác anh chị. Và cái view này thì nó hơi xấu một tí, tại đây có cái cục điện ở đây nè. Em muốn đứng để nhìn cái con đường Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp, nhưng mà góc này thì kẹt một cái cục điện, với bên phải em có một cái cây to lắm. Góc bên phải đây là chúng ta đi về đường Võ, đường Cách Mạng Tháng 8, tức là Lê Văn Duyệt á. Hoặc là chúng ta đi về Cao Thắng. Còn bên trái là một chiều không đi được. Như cô bác anh chị cũng thấy, rất là nhiều cái nhà mà ngày hôm nay người ta phải cho thuê trên con đường Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp này. Tuy nó là một cái góc phố rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng là một cái góc phố rất là te tu ở sơ sát bởi cái tình hình kinh tế khó khăn. Rồi hôm nay thì em sẽ mời cô bác anh chị đi một chút trên con đường Trần Quốc Thảo này, tức là Trương Minh Giảng đó, hướng về Trương Minh Ký. Nếu mà ngày hôm nay cái đoạn Trương Minh Ký bên phía sau lưng của em thì nó là Lê Văn Sĩ. Kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha. Bây giờ thì em sẽ quẹo bên mé tay trái và đi ngược trở lại đó. Đi ngược trở lại trên con đường Trần Quốc Thảo này, tức là Trương Minh Giảng. Đoạn này là Trương Minh Giảng nha. Mà tất nhiên nó cũng có rất là nhiều cái ngôi nhà xưa ở đây, vì đây là cái con đường khu vực quận 3 này. Rất là nhiều cái khu nhà xưa. Ở lúc trước em có một lần đi bộ trên con đường này tới cầu Trương Minh Giảng đó, rất là đẹp. Hàng cây thì ngày hôm nay người ta tỉa cũng nhiều, ta tỉa cho nó cái nhánh nó không có bị gãy, không anh chị, cắt tỉa khá là nhiều ha. Trên cái con đường này thì cũng có uống cà phê vỉa hè đó. Bên phải của em ở đây ngày hôm nay là một cái trường mầm non với cái khuôn viên rất là to. Phía trước là con đường Nguyễn Đình Chiểu đó cô bác anh chị, tức là Phan Đình Phùng năm xưa. Chúng ta sẽ đi tới đó, nhìn một chút con đường quen thuộc. Sáng hôm nay tự nhiên lại muốn đi đâu đó nó thân quen một chút, thế là sực nhớ tới cái đoạn đường này. Ở bên tay trái của em ở đây là một cái khu nhà, một cái ngôi nhà cũng cũ lắm này, không biết là cô bác anh chị có nhớ gì không. Cánh cổng màu xanh đó. Rồi em sẽ tới con đường Nguyễn Đình Chiểu nha. Phan Đình Phùng năm xưa. Phan Đình Phùng này thì bên trái chúng ta sẽ chạy về hướng của đường Lý Thái Tổ cô bác anh chị. Bên phải thì nó là một chiều, chúng ta không có đi được. Tuy nhiên là cái góc này là có một cái vị trí mà em nghĩ là có lẽ rất là đẹp và cô bác anh chị cũng rất là thích ha. Cũng rất là thích để nhìn lại. Đây là cái tòa đó, tòa tổng giám mục
Sài Gòn. Cái khu nhà này nằm ở ngay một cái góc mà có rất là nhiều cây, cả trong khu viên luôn cô bác anh chị không. Nếu mà nhắc tới những cái công trình trăm năm ở Sài Gòn mình thì cũng phải nhắc đến cái tòa tổng giám mục này đó. Cũng đã hơn 120 năm rồi. Mỗi lần đi ngang đây thì một cái cảm giác rất là hoài niệm cô bác anh chị. Hôm nay ở đây người ta đang tỉa cây này, tiếp tục cắt cây chặt nhành đó. Ở cái vị trí này có anh chị sẽ nhìn lại một chút cái khung cảnh ở bên trong và bên ngoài. Đây có cái ghế chú có chắc là một bát hớt tóc vỉa hè đó, đó có anh chị thấy không, mấy cái góc đó đó. Công trình hơn 100 năm. Trong là có một cái khu đất đồi, giống như cái đồi rộng của cô bác anh chị, nhìn đẹp lắm, thơ mộng. Bây giờ thì em sẽ mời cô bác anh chị chạy về hướng của cầu Trương Minh Giảng nha. Cắt cây. Ui trời trời, hết hồn. Ủa sao không có cái dây gì cột ha, cái rớt kiểu đó mấy anh đứng ở dưới không để ý cái là vậy, bị hốt ghê á. Chạy nhanh tí qua cái chỗ này đi. Đây là một cái vị trí mà có thể nhìn bên trong không có bị vướng nè. Đó cô bác anh chị, tòa nhà hơn 120 năm. Có những con đường như thế này thì chúng ta mới lưu giữ được cái kỷ niệm Sài Gòn xưa và nay. Bây giờ thì có bác anh chị thấy là hiếm chỗ này, bây giờ người ta xây nhà mới không à ha, chứ còn mà ít có những cái nhà cũ như ngày xưa, thay đổi rất là nhiều á. Đây là một cái quán mà có thể là bây giờ người ta đang phải sửa sang lại này. Kinh doanh buôn bán ngày hôm nay khó khăn lắm đó. Không có đầu tư thì không có khách, nhưng mà chắc chắn là đầu tư, nhưng mà đầu tư thì cũng chưa chắc chắn là đã có khách, nhưng mà biết sao giờ, phải sửa sang lại thôi. Đây là con đường Ngô Thời Nhiệm đó cô bác anh chị. Cái hàng cây đẹp. Ở đây chúng ta bên phải là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nha. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Vị trí này thì em thấy có cái nhà cho thuê, cái mặt đất, mặt tiền cho thuê, rồi những cái khu nhà không biết là có phải là nhà ngày xưa hay không, nhưng mà sơn sửa lại mới rồi ha. Ví dụ như bên tay phải của em ở đây có nhà hàng 34. Với cái phong cách kiến trúc y chang như ngày xưa, chắc đây là người ta sửa lại đó. Bên trái thì Medical này, khu vực văn phòng du lịch rồi đó cô bác anh chị. Rồi em mời cô bác anh chị đi tiếp tục nha, trên con đường này. Chúng ta cũng không thể không nhìn lại một chút cái ngôi nhà này, cảm giác như là nó bị bỏ hoang vậy á, nhà cũ ngày xưa đó có bác anh chị. Không.
quay quay lại như thế này biết đâu nó lại trúng cái nhà xưa mà cô bác anh chị đã từng sinh sống. Ví dụ như vậy. À, đây là khu vực con đường Điện Biên Phủ, tức là Phan Thanh Giản đó, với con đường Cầu Quốc Thảo này. Bên phải em là khu tổng lãnh sự quán của Nhật nè. Nếu mà quẹo phải thì cô bác anh chị sẽ chạy về Hàng Xanh nha. Vị trí nhìn đẹp ha. Có cái khu biệt thự bên kia đường đó, và một cái khu nhà cũ giống như chung cư. Vẫn là con đường thẳng tắp như thế này. Và đối với con đường này thì em thích cái đoạn từ ngay chỗ Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp nó lên tới cầu Trương Minh Dạng hơn. Bắt đầu bên kia thì nó lại là rất là nhiều cái cửa hàng kinh doanh buôn bán, cuộc sống nó xô bồ hơn rất là nhiều so với cái vị trí ở đây. Anh chị, đây cũng là một cái nhà, cái chung cư. Bây giờ hình như nó là một cái cơ quan gì đó của nhà nước nè. Đi ngôi nhà xưa xưa ở ngay góc ngã tư này. Ở đây có một cục đá to, giống như đá phong thủy vậy á. Quán xá đồ dẹp hết trơn hết trọi rồi. Đó, đường Trương Minh Dạng. Về hết trơn luôn ha. Đây là con đường Tú Xương đó các bác anh chị. Có cái quán cà phê ăn sáng nữa ở đây nè. Thật ra thì ở cái vị trí này là quận 3, cho nên là chúng ta thấy là những cái hàng quán nó cũng rất là có một chút gì đó nó thơ mộng. Thơ mộng và nó lãng mạn hơn. Đúng cái chất của khu vực quận 3, một cái nơi nghỉ ngơi. Nhiều cái biệt thự, nhiều cái khu nhà sân vườn là rộng đó các anh chị. Thì giờ người ta đập hết rồi thì nó có những cái mảnh đất to như thế này. Các anh chị thấy không? Cái mảnh đất to như thế này rồi làm bãi giữ xe hay là làm cái gì tùm lum nó tạm thời á. Cây nhiều nữa, quận 3 mà. Nó có cái biệt thự ở trong, nhà cổ ở trong, nhưng mà cái nhà này hình như là người ta bỏ hoang á. Hôm trước em có quay một lần rồi, ngay cái góc của con đường Võ Thị Sáu này, tức là Hiền Vương của mấy anh chị. Cái biệt thự này là biệt thự hoang, không có ai dọn dẹp sinh sống cả, nó rất là hoang phế. Ở góc này thì con đường Hiền Vương Võ Thị Sáu này quẹo trái là về ngã 6 Dân Chủ đó. À, xe cũng nhiều ghê cô bác anh chị. Bây giờ 9 giờ ha. Đây, vị trí này bên phải của em là có con đường Trần Quốc Toản ngày hôm nay nè. Ngày xưa nó là đường Nguyễn Đình Chiểu, cô bác anh chị chạy từ chợ Tân Định về đây luôn. Nhưng mà trước năm 75 thì cái đoạn bên này không có, đoạn từ con đường Công Lý qua tới đây thì không có nha. Đối với con đường Trần Quốc Toản này đó.
ở đây ngày hôm nay nó rất là nhiều cái cơ quan của nhà nước đó, cơ quan nhà nước, cái nhà khách, nhà nghỉ gì tùm lum hết của nhà nước đó. Và trên cái con đường này thì chúng ta cũng sẽ thấy vẫn còn cái hàng cây, tuy là nó không có cao giống như là cái đoạn phía sau lưng của em nhưng mà cũng rất là mát, thanh lịch. Mỗi khi mà đi về đây là cảm giác thư giãn lắm của mấy anh chị. Cái đoạn đường này nè, nhiều nhà cụ nhà xưa biệt thự rồi đó. Như em chia sẻ lúc nãy đó thì chị thích cái từ cái đoạn tới cầu Trương Minh Dạng thôi, qua khỏi ngã ba Kỳ Đồng là bắt đầu chúng ta thấy bên kia là nó khác rồi đó. Ở đây cái cây ngày xưa người ta chặt rồi, còn cái bộ rễ nó dính lại trên tường này, có anh chị thấy không, nhìn hay quá ha. Nó giống như mấy cái phim Hollywood, mấy cái phim mà quái vật đồ này kia đó, lạc vào cái mê cung gì đó nó này, nhìn cái rễ đó nó bám vô tường. Đối với những người mà thích sáng tạo về mỹ thuật á, thì sẽ có rất là nhiều cái ý tưởng ha, hay chứ. Cà phê 78 ở đây là mấy cái quán cà phê, mấy quán ăn nữa, chắc là cũng quen biết đồ này kia thôi. Có thể là cái đoạn Trương Minh Chí thì em chưa có đi đâu. Hôm nay em muốn mời cô bác anh chị lang thang con đường này với cái tiêu chí là khi nào phù hợp thì thôi ngưng, nhưng mà em nghĩ là chắc nhiều khi là cũng tới Rạp Minh Châu. Rạp Minh Châu đây là nhà hàng cao ta, nhiều khi tới Rạp Minh Châu là hết giờ rồi. Mấy cái nhà hàng này thì em chưa có bao giờ vào, chắc có lẽ là nó là cũng sang trọng quá. Côn Sơn đó, Côn Sơn cầu ta, Côn Sơn thì cái ngã tư này á là ngã tư của con đường Yên Đỗ năm xưa đó, các bác anh chị. Bây giờ là đường Lý Chiến Thắng, và đây là cái khu nhà của Air France nè, rất là lâu đời, trước năm 75 tới bây giờ ha. Nhưng mà cảm giác bên trong em thấy nó không có hoạt động nhiều á. Rồi bên phải thì cô bác anh chị sẽ chạy về hướng của Hai Bà Trưng lên cầu Kiệu nha. Bây giờ thì em tiếp tục mời cô bác anh chị chạy lên cầu Trương Minh Dạng. Lâu lâu lại thực hiện các clip như thế này quay về. Chị gái xuống xe đi nhà hàng Côn Sơn. Ở đây thì bên trái của em có bệnh viện Tai Mũi Họng thì vậy. Bệnh viện Tai Mũi Họng ha. Giờ đi tới cái bệnh viện nào thấy cũng đông bệnh nhân. Qua hôm kia mới đọc cái bài báo là trung tâm ung bướu cơ sở 2 ở ngoài quận 9 ngày trước Thủ Đức, ngày hôm nay đó, một ngày tiếp nhận 2.000 người. Một ngày tiếp nhận 2.000 người thì chưa biết là người ta có bị ung bướu nặng hay không, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân ngày hôm nay đi khám rất là đông, cô anh chị thấy không? Chứng tỏ là ngày hôm nay bệnh tật nó quá nhiều. Ăn uống nè, rồi nước nè, môi trường khí hậu sống ngày hôm nay nó ô nhiễm quá. Thực phẩm thì thực phẩm bẩn rất là nhiều, dơ rất là nhiều, độc hại. Thành ra là bây giờ rất là nhiều người bệnh thôi các anh chị. Ở bên trái của em ở đây là về nhà thờ Kỳ Đồng đó, dòng chứa cứu thuế góc Kỳ Đồng đây. Và cái đoạn này là cái đoạn lên cầu Trương Minh Dạng nha. Bên phải của em thì có khu xóm chùa
sáng chùa Miên Chantaransay đó, một ngôi chùa rất là đặc biệt với cái tông màu vàng. Chạy về là cô bác anh chị thấy ngay thôi. Ở đây thì có phở tùng với lại giò chả như là Chánh Hưng hay sao, em quên mất cái tên. Đúng rồi, giò chả Chánh Hưng đó, ngay chỗ góc này. Và có cái trường Bình Minh năm xưa, trường tư thục Bình Minh năm xưa, bây giờ thì không còn cái trường nữa, cũng mất tiêu luôn cái khu nhà. Đây là vào cái chùa Chantaransay này của mấy anh chị. Ở đây người dân quen thì người ta gọi là chùa Miên, mà trên cái chữ chính xác ở trên cái cổng đó của mấy anh chị thấy không, đó là chùa Chantaransay. Và cái cổng này nè, rồi cái cổng ở đường ở khu kênh Du Lộc nữa. Bên trái của em là có cái chung cư Trần Quốc Hảo đó. Bây giờ thì em mời của mấy anh chị. Thật ra ký ức trên cái đoạn đường này của em là ngày trước có một quán karaoke bị cháy ở đây, cũng chết người. Cũng kinh khủng lắm cô bác anh chị. Cháy lan qua mấy cái nhà và một sau đó một thời gian nó bỏ hoang á. Nó bỏ hoang, nó không biết là bây giờ người ta có làm gì chưa. Thì em cũng quên mất cái nhà đó nằm ở đâu nè. Giờ là cho thuê nhà nè. Karaoke, ồ đây là cái quán karaoke. Ở đây có tới mấy quán lận á. Nói chung là bây giờ em cũng không còn nhớ chính xác là cái nhà nào. Đó, ở đây cũng có một cái nhà cao cao. Thôi thì cái gì qua thì cho nó qua. Chỉ là mấy ngày hôm nay rất là buồn, rất là thấy sợ khi cái chung cư mini ở Hà Nội đó họ cháy mà tử vong một lần cho tới cả 50 mấy người của anh chị, có trẻ em rồi trong đó nữa, thấy cũng rất là sợ ha. Chung cư ngày hôm nay cái tự nhiên đi ngang cái nhớ lại, ở đây là bên chung cư Trần Quốc Hạo này cô bác anh chị. Rồi em mời cô bác anh chị băng ngang cái con đường Hoàng Sa này lên cầu Trương Minh Dạng nhé. Mấy cái vị trí này thì quá quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Cầu Trương Minh Dạng ngày hôm nay nè. Đó. Với cái nhánh bên phải của em là đi về hướng của Thị Nghè. Nhánh bên trái là đi về hướng của khu vực Cống Bà Xếp, Phạm Văn Hai, Tân Bình rồi đó. Thoại Ngọc Hầu đó. Ở đây thì mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái khu chùa Pháp Hoa và Đại học Vạn Hạnh. Đại học Vạn Hạnh ở đây. Đại học Vạn Hạnh ha, với lại chùa Pháp Hoa. Cái vị trí của chùa Pháp Hoa này là thường xuyên tổ chức ví dụ như lễ Vu Lan này đó, thì người ta cũng thả đèn hoa đăng đồ ở đây ha. Rồi cái đợt mà Covid đó, tưởng niệm những cái nạn nhân không qua khỏi ở Sài Gòn mình đó, thì người ta cũng cầu siêu ở đây. Nhìn lại một chút khu vực Đại học Vạn Hạnh để có bác anh chị nhìn lại cái cảnh xưa. Bây giờ nó là trường đại học sư phạm đó các bác anh chị. Rồi qua đây thì là cuộc sống nhìn nó sẽ khác hẳn luôn, các bác anh chị thấy không? Nó gọi là nó xô bồ hơn á. Nó khá là nhiều hàng quán, thậm chí cả hàng rong đó, Đại học Vạn Hạnh ha. Hàng rong rồi cửa hàng buôn bán, bưu điện nè. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại rất là nhiều cái khung cảnh quen thuộc, nhà xưa ở đây nhiều. Cũng không quên mời cô bác anh chị nhìn lại xa xa một chút cái chợ
Ngày hôm nay nó là chợ Nguyễn Văn Trỗi nha, bởi vì sau năm 75 thì có một thời điểm là người ta đặt cái tên của đường này là đường Nguyễn Văn Trỗi, nhưng mà bây giờ thì đổi thành Lê Văn Sĩ rồi. Còn con đường này ngày trước năm 75 nó là Trương Minh Giảng, nên là cô bác anh chị gọi chợ này là chợ Trương Minh Giảng ha. Nên bây giờ những người lớn tuổi ở đây người ta vẫn gọi là đi chợ Trương Minh Giảng đó cô bác anh chị. Những cái dãy nhà cũ xưa ngày hôm nay nó vẫn còn, mà phải công nhận là ngày trước người ta xây nhà đúng thiệt là nhìn rất là chắc ha. Bây giờ mình nhìn thấy lại nó vẫn chắc, có những cái biệt thự hàng trăm năm rồi, cả trăm năm rồi, nhìn nó vẫn chắc. Đấy. Chung cư bây giờ nhiều khi cũng mười mấy năm, mấy chung cư bình dân đó, mười mấy năm, hai chục năm là thấy nó tàn tạ hết rồi. Đây, mấy cái nhà cũ xung quanh chợ, khung cảnh một buổi sáng của đường Trương Minh Giảng, xóm chợ Sài Gòn, 3 tháng 20 ngàn, vừa sim 3 tháng 20 ngàn. Tóc chín, tóc chín da cám 20 ngàn nửa ký đó. Rồi, mấy cái dãy nhà ở đây nhìn lại nó vẫn còn y chang đó, cô bác anh chị thấy ha. Rồi em mời cô bác anh chị đi tới ngã tư. Ngã tư này là của con đường Trần Quang Diệu nhé. Trần Quang Diệu, nó có đoạn Trần Quang Diệu nè. Ở đây thì vẫn là quận 3, thuộc quận 3. Trần Quang Diệu này bên trái thì ra kênh Nhiêu Lộc, à, bên phải thì chạy về hướng của đường Trương Tấn Bửu á, là Lê Văn, là đường Trần Huy Liệu ngày hôm nay. Trương Tấn Bửu ngày xưa thì có hai con đường thì phải á cô bác anh chị, nếu mà không có lòi ra con đường thứ ba thì em chỉ biết hai con đường thôi, một là Lê Quang Sung ở chợ lớn á, hai là con đường Trần Huy Liệu ngày hôm nay ở khu vực Phú Nhuận này, Gia Định, một cái ở chợ lớn, một cái ở Gia Định, là con đường Trương Tấn Bửu á. Ờ, em thấy ngay chỗ phía sau cây xăng có cái tòa nhà đó cũng cũ ghê kìa. Rồi băng qua ngã tư này, ngay chỗ cây xăng đây. Cô bác anh chị thấy cái tòa nhà mà có mấy cái miếng kiến mà màu đỏ, màu xanh, màu thâm thâm đó không, phía sau cái tòa nhà màu hồng có cô gái bạn quảng cáo, đó chính là vị trí của trạm Minh Châu ngày xưa đó. Trời ơi, xin lỗi các bác anh chị, đạo quá. Đây, về trạm Minh Châu này, các bác anh chị thấy là tới được cái đoạn này rồi ha. Đây, chúng ta đi một đoạn này nè, tới trạm Minh Châu nè. Bây giờ ở đây nó cũng thay đổi rất là nhiều á. Hy vọng là nhìn lại và em mô tả cái vị trí thì cô bác anh chị biết được nó là cái gì năm xưa, chứ bây giờ hầu như là nó thay đổi rất là nhiều á cô bác anh chị. Đó, con hẻm này là vào chùa Thích Gia Thích Ca, hẻm 386 Lê Văn Sĩ nè. Ở đây có cái ngôi trường mà Trần Quang Diệu nha, trường Trần Quang Diệu. Và vô đây là chùa Thích Ca 386. Còn bên trái của em là nhìn thấy được cái rạp Minh Châu ngày xưa rồi. Em
em nhớ là hình như nó còn là một cái tên rạp gì trước đó nữa đó mà tự nhiên quên ngang cái tên. Nhưng mà em chỉ nhớ cái rạp Minh Châu thôi, và có lẽ cái rạp Minh Châu là cái rạp mà nhiều cô bác anh chị nhớ hơn. Đây là trường Trần Quang Diệu đó. Ngày hôm nay thì các bé đi học lại rồi. Bánh trung thu mua 1 tặng 1. Bánh trung thu ngày hôm nay thua lắm. Em chạy tới cái rạp Minh Châu nha. Ồ, ở đây có chùa Long Vịnh á, bên tay phải của em á. Đình ông súng hay ông xuống đây. Đó các bạn nè. Cô bác anh chị thấy phía trên có là ảnh màu photo lưu luyến ha. Có cái chữ Mini Lab, cái ký hiệu phim, rửa phim rồi ngày xưa á. Ngày xưa một thời cái nghề này nó rất là ăn nên làm ra luôn, chụp hình, rửa phim. Ô bây giờ thì cô bác anh chị thấy là cái thời buổi nó thay đổi chóng mặt luôn. Bây giờ chỉ cần một cái điện thoại là lưu dự từ năm này qua tháng nọ, muốn bật lên coi thì bật lên coi. Không có ai đi rửa hình, rửa phim nhiều hết, chỉ có chắc là rửa hình thờ với lại đôi ba cái hình 34. Nhưng mà cái hình 34 của mấy anh chị biết không, hình chụp làm hồ sơ á. Bây giờ mình đi ra tiệm photocopy, người ta bấm mấy cái kịch, mấy kỹ thuật số xong làm tại chỗ luôn. Những cái tiệm chụp hình rửa phim đồ ngày hôm nay như thế này là nó không có còn tồn tại luôn của mấy anh chị. Riết rồi mình kiếm không ra. Nhưng mà đôi khi mình hoài niệm một chút đó, nó có những cái đình ông súng nha. Nó có những cái máy chụp hình bằng phim ngày xưa đó, rất là hay. Ai mà thích sưu tầm đồ cổ không chứ. Đây là cái vị trí của rạp Minh Châu. Trong cái mùa dịch em đi ngang thì cái tòa nhà này họ không có xây nữa, họ dừng. Nhưng mà bây giờ thì họ xây cất nóc rồi nè, và lắp kiến vào rồi ha. Và cái kiến này nó cũng đặc biệt lắm, nó có nhiều màu, phản xạ gì cũng tốt lắm, em nghe nói vậy đó. Cái rạp ngày xưa thì bây giờ ở Sài Gòn mình, các cái rạp ngày xưa thì nó không có tồn tại nữa cô bác anh chị. Nó bỏ hoang không à. Đó. Chỉ còn lại những cái kỷ niệm thôi. Hoặc là có những rạp thì vẫn còn cái hình ảnh cũ ngày xưa nhưng mà nó không có hoạt động. Đây có một con hẻm đi vào phía bên trên đó là nhà, đó là hẻm 400. Đó thì cô bác anh chị thấy là hôm nay anh đi bán ha, hủ tiếu bún riêu gì mà cũng có cái loa kẹo kéo ha. Cái loa nhỏ nhỏ đó cũng vui tai á, nhiều khi mình vừa nghe nhạc vừa bán hàng cũng vui, đỡ stress. Đó. Đây là hẻm 402 này, hẻm 402 Lê Văn Sĩ nè. Trương Minh Dạng năm xưa, và cái nhà này cũng cũ nè. Bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị nhìn một chút cái rạp Minh Châu nha. Muốn nhìn một chút thì chúng ta đi lên lề đi, đứng ở đây là dễ nhìn nhất. Đó. Rạp Minh Châu đi đứng từ xa thì nhìn nó đẹp hơn á. Đứng ở đây thì chị thấy có cái mặt kiến này thôi. Tập thể cán bộ công nghiệp thế kia xây dựng công nghệ cao. Em nhớ không nhầm cái tòa nhà này vẫn có tên là Minh Châu của cô bác anh chị. Tòa nhà này nè, nó vẫn có tên là tòa nhà Minh Châu gì đó. Đó, bây giờ là hiện tại là cái rạp ngày xưa thì nó như thế này. Phố xá bây giờ làm như trời muốn mưa. Gió cảm giác nó rất là lạnh lạnh, kiểu như nó có nhiều nước đó không các anh chị. Lên trên kia thì chúng ta sẽ tới giáo xứ Đồng Xoài nè, như là vườn xoài không phải Đồng Xoài. Rồi về Ba Chuông, về Tân Sa Châu, ra Lăng Cha Cả. Và tất nhiên chúng ta cũng đi ngang cư xá Kiến Thiết, dọc theo những con đường như là Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Hai nè, hay là Đặng Văn Ngữ, ngày xưa là Huỳnh Quang Tiên. Đó là những cái con đường rất là thân quen. Và cái đoạn Trương Minh Dạng thì nó còn một đoạn nữa, lên tới đường xe lửa thì lên tới cái
cái đường rầy thì vậy à, chứ nó không có phải tới đây đâu. Nhưng mà chắc là bây giờ em cũng xin tạm dừng cái clip của mình à, cái đoạn phía trên thì hẹn cô bác anh chị một cái dịp khác. Hôm nay thì em mục đích là chị muốn đi dọc theo cái tuyến Trần Quốc Thảo phía sau lưng thôi, và tới cái rạp Minh Châu này là cũng để cập nhật cho cô bác anh chị biết cái rạp ngày hôm nay. Còn đoạn trên kia mà chạy lên hết nữa thì nó lại xa quá, không có kịp, không có kịp giờ. Em sẽ quay qua trái nha, quay đầu qua bên cái rạp Minh Châu. Xe cộ chạy rất là đông. Đây thì chúng ta có thể nhìn một chút cái vị trí thôi, chứ bây giờ nó đâu có còn cái gì đâu mà nhìn. Đó, không có quá cao các bạn chị. Này, nhà hôm nay người ta xây gì toàn kiến không à. Thôi em xin tạm dừng các clip của mình à, kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn thật là bình an và nhiều niềm vui, sức khỏe trong cuộc sống. À, bây giờ ra đường thì thấy Grab nhiều ha cô bác anh chị, đó, quá trời luôn. Rồi em tạm dừng các clip ở đây, bye bye. Một ngày rất là hối hả của người dân.